Mới đây, một vụ án mạng đã xảy ra tại một quán bar nằm trên địa bàn thành phố Móng Cái. Chỉ vì mâu thuẫn dẫn đến xô xát đã khiến cho một đối tượng ra tay sát hại, khiến một người tử vong rồi trốn khỏi hiện trường. Sau ít giờ truy lùng, nam thanh niên đã bị công an bắt giữ. Cụ thể, vào tối ngày 25 tháng 2, tại bar Kinh Đô Night Club ở thành phố Móng Cái, đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên bị một đối tượng dùng dao tấn công dẫn đến tử vong. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, trong quán bar rất đông người. Sau khi gây án, nghi can đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được thông tin vụ việc, công an thành phố Móng Cái đã có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập camera an ninh để điều tra. Hung thủ sau đó được xác định là Bùi Văn Lương, 39 tuổi, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái. Lương mới ra tù được 1 năm, từng có tiền án. Cùng với đó, các lực lượng đã tiến hành phối hợp truy bắt đối tượng. Đến khoảng 15 giờ ngày 26 tháng 2, nghi can đã bị lực lượng chức năng địa phương bắt giữ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Bắt hai nghi phạm khiến 3 người thương vong tại Hải Phòng khi đang lẩn trốn. Tối ngày 22 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm thủ tục bàn giao hai nghi phạm Lê Văn Khánh sinh năm 1990 và Trần Viết Trung sinh năm 1988 cùng ngụ quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cho Công an thành phố Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền. Nghe tin hai nghi phạm trong vụ hỗn chiến khiến 3 người thương vong tại quán karaoke 105 Kênh Dương, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng, người dân ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng hai tên hung thủ liều lĩnh và côn đồ cũng đã xa lưới. Trước đó, khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đề nghị phối hợp bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ sát hại người nghiêm trọng đang trên đường bỏ trốn. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 3 đội công tác gồm 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk để tổ chức truy bắt. Đến khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, các tổ công tác đã nắm được thông tin hai đối tượng đang trốn trên xe khách biển kiểm soát 18F005XX lưu thông theo hướng tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ Khánh và Trung. Được biết, Trung và Khánh là hai đối tượng đã ra tay khiến 3 người thương vong vào tối ngày 20 tháng 10. Tại trụ sở công an tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Khánh khai nhận sau khi 4 khách nam vào quán thì gọi 4 nhân viên nữ và 2 bình khí cười. Khi hát xong tính tiền thì hai khách nói bình thứ hai mới chỉ hút được 5 quả. Lúc này Khánh hỏi nhân viên trong phòng thì nói là hút được mười mấy quả rồi và bình không thiếu khí. Khi thanh toán thì khách nói không trả tiền bình đấy và sẽ bóc phốt quán. Lúc này tôi tức quá, chửi lại thì hai bên lời qua tiếng lại. Tôi thấy bạn tôi bị lôi ra ngoài cửa nên vào quầy lấy dao ra chém loạn xạ. Qua xác minh, cơ quan công an bước đầu xác định tối ngày 20 tháng 10, nhóm 5 người gồm Hoàng NT, sinh năm 1995, quê Nghệ An, Nguyễn DT, sinh năm 1994, quê Hà Tĩnh, Nguyễn VT, sinh năm 1998, quê Phú Thọ, Bùi AT, sinh năm 1994, Đào TA, sinh năm 2007, cùng ở Hải Phòng, đến phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, uống rượu. Đến nửa đêm, cả nhóm thanh niên này di chuyển đến quán karaoke trên phố Kênh Dương hát, sau đó Bùi AT về trước. Khoảng hơn 3 giờ sáng, nhóm thanh niên thanh toán phòng hát và xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên quán karaoke là Khánh và Trung. Một bên là người có hơi men, một bên là nhân viên có máu giang hồ. Sau khi chửi mắng qua lại, hai nhóm đã lao vào hỗn chiến. Tuy nhiên do Trung và Khánh có hung khí nên dễ dàng chiếm được thế thượng phong. Trong quá trình truy đuổi, hai đối tượng đã dùng hung khí khiến nạn nhân NT tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Khánh và Trung còn khiến anh DT và anh VT bị trọng thương. Các nạn nhân sau đó được người dân sống gần hiện trường phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, người nhiều vết thương. Ngay sau đó, Công an phường Kênh Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Lê Chân tới bảo vệ hiện trường, thu thập nhân chứng để xác minh làm rõ. Về phần hai đối tượng, sau khi gây án, Trung và Khánh đón xe khách bỏ trốn lên Đắk Lắk. Khi cả hai vừa đi đến địa phận xã Ea Nam, huyện Ea Hờ Leo thì bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ. Hiện Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ vụ án. Thời điểm đầu năm 2022, tại một quán karaoke lớn tại phường 11 thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra một vụ hỗn chiến vô cùng nghiêm trọng khiến 4 người thương vong. Được biết, mâu thuẫn xuất phát từ việc hai nhóm đối tượng khi đi đám tang đã xảy ra cãi vã, sau đó hẹn nhau để giải quyết. Hỗn chiến karaoke Lucky Star.
Ngày 24 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phạm Quốc Anh hay còn gọi là Cu Anh, sinh năm 1994, Nguyễn Đức Trọng hay còn gọi là Mạnh Mập, sinh năm 1989, Nguyễn Đình Phong, sinh năm 1996, Đào Minh Trúc hay gọi là Bé Mèo, sinh năm 1991, cùng ngụ quận Bình Thạnh, cùng 4 người khác để điều tra về hành vi sát hại người cố ý gây thương tích. Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 2, Phạm Quốc Anh đến đám tang tại căn nhà ở phường 11, quận Bình Thạnh. Sau khi viếng, anh ta ở lại nhậu cùng một số người khác. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Trọng đến đám tang và ngồi nhậu chung nhóm Quốc Anh. Trong lúc nhậu, Quốc Anh và Trọng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Trọng sau đó gọi điện thoại cho Võ Quốc Nhật, 27 tuổi, đến hỗ trợ. Thấy vậy, Quốc Anh lên xe cùng một người khác chạy về nhà. Khoảng 10 phút sau, Nhật cùng Nguyễn Từ Anh Minh, 36 tuổi, chạy xe máy đến chỗ Trọng và dừng kế bên quán karaoke Lucky Star. Cùng lúc này, Quốc Anh và hai người khác cầm dao tự chế xông vào tấn công Trọng, Nhật và Minh. Nhật và Trọng bỏ chạy, riêng Minh trốn vào quán karaoke. Trọng chạy đến hẻm 346 Phan Văn Trị, gặp Khương, Phong, Luân, Trúc đang ngồi nhậu thì thông báo mình bị nhóm của Quốc Anh vây và chỉ tay về hướng quán karaoke. Luân, Khương, Phong chạy vào nhà Trúc lấy hung khí đi đến quán karaoke Lucky Star để trả thù cho Trọng. Tới nơi, Phong đi vào quán với mục đích tìm người đã tác động Trọng. Lúc này, anh B, quản lý quán, đến giải thích vì bị Khương tác động một cái vào mặt. Thấy vậy, anh N, nhân viên quán, cùng một số nhân viên khác xông vào hỗn chiến với Phong, Khương. Phong và Luân sau đó cầm hung khí để giải vây cho Khương. Còn Trúc cầm cây tuyếp sắt dài khoảng 80cm đứng ở trước quán. Vụ hỗn chiến khiến N bị thương nhiều chỗ, dẫn đến ngã gục, dù được nhân viên của quán đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Quản lý quán và một số người khác bị thương. Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định anh N tử vong do trúng nhiều vết thương vào vùng trọng yếu. Sau khi xảy ra hỗn chiến, Công an quận Bình Thạnh phong tỏa khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và xác định nhóm nghi phạm gây án. Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định sau khi gây án, Phong, Luân, Khương, Trúc quay lại bàn nhậu tiếp. Sau đó, cả bọn rủ nhau bỏ trốn đi Phú Yên. Bốn nghi phạm dùng ô tô bán tải màu đỏ mang nhãn hiệu Chevrolet Colorado để di chuyển. Xác định nhóm người đi ô tô trên quốc lộ 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo truy tìm, phối hợp với công an các tỉnh tổ chức truy bắt. Chiều ngày 17 tháng 2, Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa nhận được thông báo từ lãnh đạo phòng và Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc 4 nghi phạm đang trên đường tẩu thoát trên chiếc xe bán tải màu đỏ, nhãn hiệu Chevrolet Colorado, biển số 51D40680 đang lưu hành trên quốc lộ 1 hướng về phía địa bàn thị xã Ninh Hòa. Ngay lập tức, Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa đã cắt cử lực lượng gồm 2 tổ công tác lên đường làm nhiệm vụ. Vài phút sau, Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa đã triển khai dừng phương tiện, vây bắt được các đối tượng tại km 1413, quốc lộ 1, đoạn ngay trước trụ sở Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa. Khai với cảnh sát, Trúc cho biết căn nhà ở hẻm Phan Văn Trị do Trúc và anh trai đồng sở hữu, người anh sau đó giao căn nhà cho Trúc sinh sống và quản lý. Khoảng tháng 10 năm 2021, Trúc sử dụng tầng trệt căn nhà này để làm kho chứa bia và nơi sinh hoạt chung của gia đình. Thời điểm nghe tin Trúc biết trong nhà chứa nhiều hung khí nên cùng Luân, Phong, Khương chạy về nhà lấy hàng nóng, tham gia hỗn chiến. Về chiếc Chevrolet Colorado, Trúc khai ô tô trên được người anh ruột cho mượn để đi giao bia. Có thể thấy, cả hai vụ việc trên dù xảy ra khác thời điểm và địa điểm, nhưng điểm chung là tính chất hai vụ việc đều nghiêm trọng vì số người thương vong lớn. Thêm vào đó, các đối tượng đều đã ở độ tuổi trưởng thành, không còn là những thanh thiếu niên, chưa hiểu biết về pháp luật. Thế nhưng vẫn sẵn sàng xuống tay đoạt mạng đối phương chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, truy đuổi, tận diệt đến cùng nạn nhân. Thậm chí sau khi gây án, thay vì đầu thú còn tìm cách bỏ trốn để né tránh hậu quả. Với những trường hợp như trên, pháp luật cần thật sự mạnh tay để trừng trị cũng như răn đe làm gương cho những kẻ khác.